Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Ở video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta đăng ký một cái ví mới trong cái dự án là Cyber Finance để sau này chúng ta sẽ được nhận top cành, họ trả về quý và từ quý chúng ta sẽ chuyển lên sàn để chúng ta bán nha anh chị. Rồi đầu tiên á, mọi người sẽ vào trong cái nền tảng X nha. Anh chị gõ cho em Cyber Finance, đây là cái kênh chính thức của họ anh chị ha. Đây, anh chị có thể vào đây chúng ta cập nhật thêm cái thông tin. Rồi cái thứ hai, chúng ta vào trong cái nền tảng Telegram, sau đó anh chị vào cái con bot Cyber Finance ở đây, chúng ta nhấp bộ lam do CFI. Ở đây nó có các mục hang, đầu tiên là cái mục mời, cái mục earn này là anh chị làm các nhiệm vụ để chúng ta nhận thêm cái điểm. Cái mục BOOST này là chúng ta nâng cấp cái level ha, càng cao thì chúng ta khai thác càng nhiều. Và cái dự án này nó cũng đến cái giai đoạn là nó gút nha anh chị, nên là chúng ta có nâng cấp cũng nâng cấp trong khả năng nha, đừng có nâng cấp nhiều quá. Rồi chúng ta thấy phía dưới bên phải có cái mục máy lọt, đây là cái mục mới trong cái nền tảng là chúng ta nhấp vào giùm em. Ở đây họ bảo là bạn muốn tạo một cái quý này kia thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là Re a New Wallet nếu như chúng ta chưa có quý mình muốn đăng ký. Còn nếu ở dưới chúng ta chọn cái dòng dưới á, I really have a wallet là tôi đã có cái quý ha, thì em sẽ chọn ở trên cái dòng màu xanh trên Re a New Wallet. Ở đây chúng ta sẽ được tạo một cái ví mới. Nếu mà anh chị nhấp vào cái mục ở đây là Chip Raise này nè, là sẽ hiển thị cái cụm từ khóa quý và em yêu cầu tất cả của các anh chị mình chúng ta sao chép hoặc là ghi vào cái sổ nhật ký là cái cụm từ khóa quý của cái dự án Cyber Finance để tránh việc sau này lỡ chúng ta có quên á hay gì đó thì chúng ta có thể đăng nhập bằng cái cụm từ đó ha. Thì ở đây á, chúng ta thấy ở trên cùng là cái địa chỉ nhận của chúng ta và ở đây nó có cái mục là swap gửi và thêm cái crypto ở đây là chúng ta có thể thêm ha, là chúng ta nhận nó như vậy và anh em thấy nó để là cái mạng Arbitrum. Rồi cơ bản là vậy anh chị ha, chúng ta phải ghi chép cái này lại giùm em nha. Rồi tiếp theo em sẽ cập nhật cho chúng ta về cái lộ trình cơ bản nhất có thể nha. Ở đây là thông tin từ cái kênh Telegram chính chủ của dự án là hơn 1 triệu lượt tham gia anh chị. Ở đây có một số này, quý của họ được thiết kế để mang lại một số cái tính năng hỗ trợ đa chuỗi trên các mạng EVN, gửi tiền điện tử đơn giản nè, rồi giao dịch không tốn gas, tích hợp DeFi nâng cao. Còn ngoài cái mạng Arbitrum và mạng EVM, họ sẽ hỗ trợ thêm mạng nào? Theo em hiểu là họ thêm là Solana hoặc là Tron nữa. Rồi làm thế nào để kết nối quý? Thì bạn có thể kết nối quý của mình sau khi bạn phát hành công khai có sẵn trực tiếp. Còn cái quý hiện tại theo em hiểu là quý beta nha. Rồi và đặc biệt cái quý này chúng ta không nên gửi hay là giữ bất cứ một cái đồng coin token cành nào có giá trị như vậy nha. Chỉ làm airdrop cho cái dự án này. Quý có hỗ trợ đặt cược CFP0, chúng tôi sẽ công bố tất cả các tính năng nha. Và khi nào token CFI có trong quý thì khi mã thông báo CFI sẽ được thêm vào quý sau cái TGE. Mã thông báo được airdrop của bạn cũng sẽ được thêm vào quý của bạn tại thời điểm đó. Rồi, đó là cái thông tin cơ bản về cái này thì anh chị tranh thủ chúng ta làm nha anh chị nha.